quý vị vừa qua sự việc một số nam sinh viên sử dụng điện thoại quay lén nhà vệ sinh nữ trong trường học để câu view đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận, đặc biệt là hành vi này đang diễn ra trong môi trường học đường khiến không ít bậc phụ huynh và học sinh cảm thấy lo lắng. Nhiều phụ huynh bày tỏ thắc mắc rằng hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật. Để giải đáp thắc mắc này trong chuyên mục nhận định hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Lê Trung Phát, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. mời quý vị cùng theo dõi. Thưa luật sư vừa qua sự việc một số nam sinh viên sử dụng điện thoại quay lén nhà vệ sinh nữ trong trường học để câu view khiến nhiều người phẫn nộ với hành vi này thì người thực hiện hành vi có thể bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật à, có thể nói là cái hành vi mà dùng cái điện thoại quay lén trong nhà vệ sinh đối với các bạn nam mà quay các các bạn nữ sinh đó hoặc là những người khác đó, đây là một cái hành vi rất là xấu xí xét về một cái mặt đạo đạo đức cái hành vi này nó xâm phạm với cái quyền về hình ảnh cái quyền tự do riêng tư của cá nhân của người khác mà trong cái trường hợp mà quay lén xong rồi còn lại sử dụng các cái hình ảnh này đưa lên các cái trang mạng xã hội các cái phương tiện uh, về viễn thông để nhằm câu view câu like thì đây là một cái hành vi càng sai nữa và cái hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là từ 5 triệu đến 30 triệu đồng theo cái quy định tại cái nghị định 15 năm 2020 được sử dụng bổ sung bởi cái à, khoảng 30 điều 1 của Nghị định 14 năm 2022. Bên cạnh đó nếu như cái việc mà à, đưa các cái hình ảnh này mà nó tạo ra một cái số lượng lớn trong cái việc lan truyền, thì bản thân cái người phát tán cái hành vi này, rõ ràng là người ta đang muốn làm nhục người khác. Và như vậy thì cái hành vi này có thể bị khởi tố quả hình sự, theo có quy định tại cái điều 155. Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 với cái tội danh đó là cái tội làm nhục người khác. Thì theo đó, cái người có, có hành vi vi phạm có thể đối mặt với cái khung hình phạt là phạt tiền từ 10 triệu đến 30 triệu đồng hoặc là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm tù. Bên cạnh đó, những cái người mà sử dụng các cái clip các cái hình ảnh này rồi chia sẻ các cái hình ảnh này cho những cái nhóm uh, nhóm khác hoặc là những cái hậu nhóm khác hoặc là những người khác thì những cái người mà có cái hành vi chia sẻ này vẫn có thể bị khởi tố quả Hành sự đó là cái tội là tội là tuyên truyền các, các văn văn hóa phẩm đồ trị có nghĩa là những cái cái phim này nó, nó không được phép à, phải lan truyền trên mạng Mà những cái người này lại tiếp tục à, thực hiện cái việc là ví dụ như là tải xuống rồi đăng lên các cái trang ở những cái nơi khác hoặc là chia sẻ các cái cái, cái clip này thì như vậy là cái hành vi này vẫn có thể bị khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại cái điều 326 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với cái tội là tội uh, tiên uh, tuyên truyền văn hóa phẩm đồ trị nhiều bạn đọc tỏ ra lo lắng khi nạn quay lén đang có chiều hướng tăng không biết khi nào mình sẽ trở thành nạn nhân vậy thì theo luật sư mỗi cá nhân cần phải làm gì để bảo vệ bản thân trước tình trạng này đặc biệt là trẻ em và giới nữ À, nếu như các, các các trẻ em và nữ giới hoặc là phụ nữ là những cái đối tượng mà uh, những đối tượng quay lén hướng đến để nhằm mục đích thực hiện cái việc quay lén thì uh, chúng ta đang có hai cái phần mà chúng ta cần phải quan tâm ví dụ như là khi mà chúng ta sinh hoạt ở nhà thì tất nhiên là cái nguồn tiếp cận những cái đối tượng xấu nó sẽ ít hơn và vì chúng ta sử dụng các cái 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 trang thiết bị ở nhà cũng như là kể cả ở nhà vệ sinh ở nhà hoặc là những cái phương tiện sống của mình ở nhà thì như vậy thì thì cái tính an toàn nó cao hơn thế nhưng mà như vậy thì chúng ta cũng không chủ quan trong cái việc là chúng ta cũng cần phải thường xuyên quan sát xem những cái khu vực nhạy cảm mà ở đó khi mà chúng ta thay đồ quần áo hoặc là chúng ta tắm chẳng hạn thì có bị những cái cái, cái 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 ví dụ như là cửa chúng ta có có có, có khép lại chưa hoặc là rèm chúng ta có thể che kín chưa để tránh những cái trường hợp người ta sử dụng các cái phương tiện để người ta quay lén hình ảnh của mình. À, còn riêng trong những cái trường hợp mà chẳng may chúng ta phải đi đến những cái nơi công cộng, ví dụ như là chúng ta đi làm tại công sở, hoặc là chúng ta phải đến tham gia vào cái việc là đi học, học sinh phải đi học, hoặc là chúng ta đi đến những cái nơi công cộng các cái rạp chiếu phim hoặc là các cái nơi công cộng khác mà chúng ta phải thực hiện cái nhu cầu liên quan đến cái việc giải quyết cái nhu cầu về vệ sinh thì chúng ta có nên thận trọng, chúng ta cũng phải quan sát cho kỹ bởi vì ở đây à, có rất nhiều các cái 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 cái, cái, cái tệ nạn và quay lén có thể xảy ra thì chúng ta nên cẩn trọng trong cái việc đó bên cạnh đó thì khi chúng ta ra đường thì chúng ta cũng cần phải ăn mặc những cái trang phục nó phù hợp và tránh cái tình trạng mà chúng ta ăn mặc những cái trang phục mà nó hở hang quá nhiều thì nó sẽ thu hút được những cái đối tượng này những cái người xấu này người ta thực hiện cái việc mà mà quay lén để rồi sau đó người ta có thể là cắt ghép các hình ảnh đưa lên các trang mạng xã hội nó ảnh hưởng đến cái hình ảnh của nhân thân của mình. Quay lén người khác dù là nhằm bất cứ mục đích gì đi chăng nữa thì đều là hành vi vi phạm nghiêm trọng cả về đạo đức và pháp luật. Theo luật sư thì các cơ quan chức năng, các cơ sở giáo dục cần làm gì để ngăn chặn triệt để hành vi này và nên chăng chúng ta cần có các biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa thưa luật sư? Thứ nhất ạ, mà khi mà cái trào lưu mà, hoặc là các cái hành vi này mà nó sẽ dễ mà nó mà nó nó phát triển rộng đó, là vì cái cái thiểu rất xấu của một số người vì vậy nên là tất nhiên khi mà người ta quay rồi người ta không ai mà đi quay xong mà tự coi cả người ta quay xong người ta tận dụng các cái trang mạng xã hội để thực hiện cái việc phát tán đưa lên đó thì như vậy cái vai trò đầu tiên là cái vai trò của các cơ quan chức năng về quản lý các các trang mạng xã hội cái nền tảng về viễn thông. Ở đó chúng ta cần phải có cái rào cản kỹ thuật tốt để khi phát hiện ra những cái tài khoản mà đưa những cái hình ảnh nhạy cảm à, lên trên các trang mạng xã hội là ngay lập tức phải xóa ngay cái các cái hình ảnh đó. Tránh cái tình trạng là nó sẽ lan truyền và bởi vì cái việc mà lan truyền tiếp theo sau dù chúng ta phát hiện, sau đó chúng ta phát hiện thì chúng ta xử lý thì cái hậu quả nó để lại nó không thể nào khắc phục được. Thì như vậy các cái vai trò của các cơ quan chủ quản, quản lý các cái mạng viễn thông, quản lý các cái băng tầng, quản lý các cái cơ sở viễn thông, các cái cơ quan về an ninh mạng là phải làm tốt cái việc đánh chặn, chống tình trạng là mạng xã hội không phải là cái nơi mà đưa lên các cái rác xã hội cũng như là các hình ảnh nhạy cảm của các trường hợp này. Trường hợp thứ hai nữa là đối với các cái nơi mà gọi là công cộng, cái nơi mà có thể là các đối tượng xấu này người ta có thể hướng đến thì bản thân các cái đơn vị chủ quản ví dụ nhà trường hoặc là các cái đơn vị quản lý vận hành các cái tòa nhà công cộng người ta, chúng ta cũng thường xuyên à, bố trí những cái người của chúng ta để làm sao đó là chúng ta phải phải thường xuyên giống, giống như là chúng ta phải quản lý được tức là chúng ta đi tới đi lui chúng ta phải có cái biện pháp để làm sao đó à, tránh cái tình trạng là những cái những cái đối tượng xấu từ một cái khu bên nam người ta chạy qua khu bên nữ mà chúng ta không kịp thời phát hiện để cho người ta thực hiện các cái hành vi quê lén và cái quan trọng nữa bản thân những cái người này thì chúng ta cũng cần tăng cường cái biện pháp giáo dục. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không thể nào vui trên một cái niềm vui mà chúng ta xúc phạm đến người khác. Chúng ta không thể nào mà hả hê với cái việc là chúng ta mặc nhiên chúng ta uh, chiêm ngưỡng cái cơ thể cái thân thể của người khác một cách bất hợp pháp như vậy. Đó. Như vậy thì đó là một cái hành vi xấu và ảnh hưởng đến cái văn hóa nó ảnh hưởng đến cái nhân cách về sau này kể cả những cái người đó hoặc là những cho cái thế hệ về sau nên là chúng ta cần phải uh, giáo dục cái công tác về tư tưởng uh, chúng ta kết hợp với nhà trường với địa phương với các tổ chức uh, đoàn thanh niên để làm sao đó chúng ta phải có nhiều cái chương trình để có thể là um, trao đổi các cái kiến thức để làm sao các bạn sẽ biết được rằng là đó là cái quyền mà nó rất là nhạy cảm cái quyền riêng tư của người khác mà cần được pháp luật bảo vệ và khi chúng ta làm thì chúng ta nói là không những nó sai về mặt đạo đức mà nó có thể vi phạm pháp luật thì khi chúng ta đã có những cái giải pháp toàn diện như vậy thì có thể à, cái vấn nạn này nó sẽ giảm sút và bên cạnh đó thì à, nó sẽ giúp cho à, những cái nạn nhân à, sẽ không 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 như hiện nay có nghĩa là chúng ta không còn sẽ phải thấy được à, những cái người bị hại khổ sở trong cái việc là những cái hình ảnh của mình nó được tràn lan trên các cái trang mạng xã hội vì một cái sự bất cẩn nào đó của chính bản thân các bị hại.